Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu trong hiệp thi đấu đầu tiên. Phù Đồng sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Còn các cầu thủ Huế sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Đã có lỗi của các cầu thủ Huế. Người bị phạm lỗi đó là Mai Ngọc Hà. Những pha tranh chấp khá quyết liệt ở khu vực giữa sân, rất nguy hiểm. Đó là pha vào bóng của Vũ Văn Quyết. Sân trơn bóng ướt khiến cho những pha vào bóng như thế này cực kỳ nguy hiểm. Người vừa bị phạm lỗi đó là Ma Văn Tuấn. Những trụ cột đều đã được cho nghỉ. Đánh đâu? Có thể nói việc Phù Đồng và Huế không đặt quá nhiều mục tiêu tại cúp quốc gia cũng là điều dễ hiểu. Mục tiêu của họ, mục tiêu chính đó chính là trụ hạng tại giải hạng nhất, vốn đang diễn ra cực kỳ khó khăn. Huế đang trải qua 5 trận hòa. Nguyễn An đường truyền hướng đến vị trí của Trần Thành, rất nguy hiểm. Đó là một pha bóng không hiểu ý nhau. Thủ thành Văn Cường băng ra nhưng trung vệ Vũ Tiến Long lại truyền về. Rất may là trong tình huống này Dương Văn Cường vẫn làm chủ tình hình. Rất nguy hiểm. Sau trận đấu này chừng một tiếng đồng hồ, trên sân nhà Khánh Hòa sẽ tiếp đón Tân Binh Phú Thọ. Cơ hội dành cho Phú Đồng. Mạnh Ngọc Hà, rất nguy hiểm. Đó là tình huống đáng chú ý đầu tiên của đội chủ nhà. Một pha xử lý khá khôn ngoan của cầu thủ áo số 86. Nhưng trong vòng vây của ba cầu thủ Huế, Mạnh Ngọc Hà đã không thể tạo ra được bước ngoặt của trận đấu này. Mạnh Ngọc Hà không thoát đi tiếp, anh quạt vào phía trong và tung ra pha dứt điểm bằng chân trái. Bóng vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn Lê Văn Tuấn bên phía các cầu thủ Huế. Cùng với đó là cả Ma Văn Tuấn. Ma Văn Tuấn cũng từng ghi một bàn thắng rất đẹp trong màu áo Hà Nội B từ một tình huống đá phạt như thế này. Mạnh Ngọc Hà rất nguy hiểm. Bóng chỉ đi cao hơn một chút thôi so với khung thành của Lê Văn Tuấn. Một tình huống đá phạt tốt của Mạnh Ngọc Hà. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Lực đi tốt và chỉ cao hơn một chút thôi. Nhưng nếu như trong tình huống này bóng đi xuống phía dưới sang ngang khung thành của Huế thì thủ thành Lê Văn Tấn cũng có lẽ là đẩy được bóng. Không có lỗi việt vị của các cầu thủ Huế. Nguyễn Văn Trọng tạt bóng vào. Vẫn còn Nguyễn An. Nguyễn An có thể nói đã phán đoán điểm rơi không tốt. Văn Chiến hơi sâu. Nguyễn An đã không thể theo kịp đường rồi, đường chuyền vừa rồi của Văn Chiến. Huỳnh Thế Hiếu, Trần Thành. Huỳnh Thế Hiếu có thể dứt điểm. Không phải, rất đông. Trần Thành, ơi! Đã có lỗi việt vị. Tiếp tục là một pha thoát xuống của Trần Thành, nhưng lần này tiền đạo áo số 9 đã ở vào tư thế việt vị. Một pha phối hợp khá ăn ý giữa Trần Thành và Huỳnh Thế Hiếu. Huỳnh Thế Hiếu không sút xa, anh quyết định chuyền cho Trần Thành. Rất căng. Một pha bắt bóng dính của thủ môn Lê Văn Tấn. Một tình huống đá phạt rất nguy hiểm nữa của Mạnh Ngọc Hà. Trần Thành rất khỏe. Ba cầu thủ Phù Đồng vây quanh Trần Thành. Rất khó khăn để cho tiền đạo số 9 có thể thoát đi trong pha bóng vừa rồi. Mạnh Ngọc Hà tiếp tục cho thấy khả năng sút phạt tốt của mình như thế nào. Ở cự ly rất xa, bóng đi khá xoáy và cuối cùng thủ thành Lê Văn Tấn tương đối vất vả mới ôm gọn được trái bóng vừa rồi. Ở thời gian gần đây, rất nguy hiểm. Tiếp tục là một tình huống bắt bóng chính xác nữa của Lê Văn Tấn. Lỗi của các cầu thủ Huế. Còn đây là pha đá phạt của Bùi Long Nhật trước đó. Quả tạt tầm thấp của Trần Đình Thắng.
Tiếp tục là một tình huống phạm lỗi của Sĩ Chiến. Các cầu thủ Huế đang phản ứng với quyết định trọng tài Mạnh Hải. Điểm đá phạt này là cực kỳ nguy hiểm. Khoảng hơn 20 mét thôi. Và góc sút là rất rộng. Người phạm lỗi vừa rồi là cầu thủ áo số 10 Nguyễn Văn Chiến. Tiếp tục là một thử thách dành cho Văn Tấn. Đứng trước bóng là Bùi Long Nhật, Quốc Trung, Ma Văn Tuấn, những cầu thủ có khả năng đá phạt tốt bên phía các cầu thủ Phú Đồng. Chúng ta không còn thấy sự xuất hiện của Mạnh Cọc Hà. Có lẽ Mạnh Cọc Hà phù hợp hơn với những tình huống ở cự ly xa. Bây giờ cơ hội sẽ được trao cho Ma Văn Tuấn hoặc là Bùi Long Nhật. Đứng trước bóng là sự xuất hiện của Mai Ngọc Hà. Đây sẽ là cơ hội dành cho cầu thủ áo số 86 chăng? Mai Ngọc Hà rất nguy hiểm, tỷ số đã mở dành cho Phú Đồng. Và cuối cùng ở tình huống đá phạt thứ 3 của mình, Mai Ngọc Hà đã đem về bàn thắng cho Phú Đồng. Và một phong cách ăn mừng theo kiểu Cristiano Ronaldo. Một tình huống đá phạt rất tốt của Mai Ngọc Hà. Cuối cùng thì sau rất nhiều nỗ lực, Phú Đồng đã vượt lên. Ngày hôm qua chúng ta cũng được thấy một pha đá phạt rất tốt khi mà Cần Thơ tiếp đón BKM Bình Dương. Ngày hôm nay cũng từ một tình huống đá phạt cố định, Mạnh Cọc Hà cuối cùng cũng đã đánh bại được Lê Văn Tấn. 1-0 dành cho Phú Đồng ở phút thứ 63. Đó là một kết quả công bằng với những gì mà Phú Đồng đã thể hiện trong suốt quãng thời gian của hiệp 2. Văn Tấn đã đứng chôn chân, một tình huống phán đoán sai lầm của thủ môn Văn Tấn. Lần này Mạnh Cọc Hà đã lựa chọn góc dứt điểm ngược lại. Và cuối cùng thì anh đã có thể ăn mừng bàn thắng. Trước đó Mạnh Cọc Hà dứt điểm ở những cự ly rất xa, và vừa rồi ở cự ly gần hơn thì Mạnh Cọc Hà đã có thể đem lại bàn thắng dành cho Phú Đồng. Đây có thể coi là một cơ hội dành cho các cầu thủ Huế. Nhật Nam sút thẳng rất nguy hiểm. Pha đấm bóng an toàn của Văn Cường. Một pha xoạc bóng của Văn Trọng để khiến cho các cầu thủ Phù Đồng không thể thực hiện một đợt phản công nhanh lên phía trên. Hữu Tuấn hơi chậm trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha đấm bóng của Văn Cường. Văn Cường là thủ môn cùng lứa với Thái Bá Sang và Mai Sĩ Hoàng, Đặng Văn Lắm và Nguyễn Văn Việt, những cầu thủ xứ Nghệ sinh năm 2000. Không phải, cầu thủ xứ Nghệ sinh chinh chiến ở mùa giải 2020. Cười! Rất nguy hiểm, đó là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 89 Bùi Long Nhật. Thêm một cội 10-10 nữa dành cho các cầu thủ Phú Đồng. Một sai lầm của Văn Trọng. Rất đáng tiếc là pha dứt điểm của Long Nhật, bóng đã trúng người. Rất may Văn Trọng đã sửa sai. Phản công dành cho các cầu thủ Phú Đồng và can thiệp kịp thời của Huỳnh Hiếu. Người vừa đua tốc độ là Lê Tiến Thành.